Chúng ta hành tung đi đường phụ sung của cái yên người yêu phục xa về chế chi yên bằng chăm yên quả phụ sơ môn dê rô vụ. Chúng ta hành tung đi đường phụ sung của cái yên người yêu phục xa về chế chi yên bằng chăm yên quả phụ sơ môn dê rô vụ. Cơ quý vị đại biểu, cơ tất cả các y bác sĩ của viện Đa Khoa Tâm Bình Dương. Chúng ta hành tung đi chăm yên kế xin nè về quý vị dê rô vụ. Hôm nay tôi rất vui mừng đến dự lễ tổng kết đợt phẫu thuật từ thiện lần thứ 21 tại bệnh viện Đa Khoa Tâm Bình Dương của đội phẫu thuật tạo hình ông Mỹ Hà Mạnh, Hàn Quốc. Lời đầu tiên thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin gửi đến giáo sư Choi cùng các bác sĩ điều dưỡng của đội phẫu thuật và quý vị đại biểu lời chúc sức khỏe và lời chào thân ái. Hôm nay chúng tôi bình thường sau cho bác sĩ ngoại nhà 2015년 11월 20일부터 12월 5일까지 한국이론 구속국의연 의료복사회의 진료기과 보고에 보고의 행사에 참석하게 된 것을 매우 기쁘게 생각합니다. 민두섭 21회를 대표하여 저는 최진영 남장인 등한 한국이론 구속국의연 의료복사회 교수님과 의사선생님 간호사님 thưa tổng thể quý vị, đợt phẫu thuật hàm mặt lần thứ 21 diễn ra tại bệnh viện Đa Khoa Tâm Bình Dương là một hoạt động đại diện nghĩa nhân dân nhân ngày quốc tế bệnh tật 30 tháng 2 Việt Nam. Trong đợt này, đoàn phẫu thuật tạo hình hàm mặt Hàn Quốc đã tích cực các việc giải phẫu thuật miễn cho 48 ca. Như vậy, qua 2 lần lịch chương trình được tổ chức tại bệnh viện Đa Khoa đã 500 lượt, đồng thời còn cũng đã tích cực hỗ trợ về chuyên môn tay nghề cho các đồng nghiệp Việt Nam trong chẩn đoán bệnh phẫu thuật và gây mê của chuyên răng hàm mặt. Với nghĩa cử cao đẹp đó, trong chương trình lần này còn đã trao tặng cho bệnh viện Đa Khoa Tâm Bình nhiều y cụ máy móc thuốc men nhằm hỗ trợ nâng cao chất lượng khám chữa bệnh về răng hàm mặt. 그리고 이 자리에 계신 내외 귀빈 여러분께 뜨거운 인사를 드립니다. 22년째로 한국의 이런 구성구역의 회사회가 빈부성 종합병원에 와서 48명의 환자들을 수술하고 무적으로 통상 501명의 환자들을 수술한 것을 장애인 날인 12월 3일 마치하여 큰 의미가 있습니다. 이런 의료봉사회는 치료 외에 수술자, 치과, 마취과의 필요한 장비들도 인증하였습니다. qua đây tôi cũng xin chân thành cảm ơn các giáo sư, bác sĩ, điều dưỡng của đoàn phẫu thuật với tấm lòng từ thiện đã dành trong thời gian qua nhiều thời gian, công sức, tiền bạc để giúp đỡ cho các bệnh nhân nghèo của tỉnh Bình Dương. 이기과 가난한 무수무계의 환자들에게 무수무 회복 그리고 사회생활에 자신감을 되찾아 주었습니다. 다시 한번 저는 지난 세월 동안 인동선 주민들을 위하여 수고해 주신 이룬 구성구의 의료봉사회 교수님들에게 감사를 드립니다. 국민 대표, Việt Nam và Hàn Quốc là hai quốc gia có nhiều điểm tương đồng về lịch sử và văn hóa. Qua hơn 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mối quan hệ hợp tác, giao lưu trên các lĩnh vực giữa hai nước ngày càng được phát triển và chú trọng. Việc duy trì hoạt động của đoàn phẫu thuật tạo hình hàm mặt Hàn Quốc tại Bình Dương là hoạt động thường niên có ý nghĩa nhân dân sâu sắc, tạo thêm sự bền chặt trong mối quan hệ của sự hợp tác giữa hai quốc gia Việt
Chuyên gia đến quý vị Việt Nam qua Hàn Quốc, Quốc hòa, nước xài sau, công tốc cho nên mà đi xử là nhắc đến ta người, người đồng hòa kế rồi, mẹ phụ đi xin đưa đến nhà, xuê sân hiếp nhập, mà đi quan trơn hay là xử là Hàn Quốc kỳ hùng, một số người đây là người đồng hộp xóa người ta, mẹ điên hòa sau, người đồng hộp xóa hoàn tâm lớn, hắn đơn cơ sự, kinh phân người đi ta ý xử là, yên không ai ở, Việt Nam qua Hàn Quốc, nhắc đến ta người, ưu trầm hiếp nhất quan kế đơn, tấu tâm quan trầm lên cơ sở đảm. Trong những năm qua, tỉnh Bình Dương đã đạt được thành tựu khả quan trong phát triển kinh tế xã hội. Qua đó, ngành y tế cũng từng bước được đầu tư và có những tiến bộ rõ rệt trong nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, vẫn còn nhiều khó khăn phải tiếp tục khắc phục. Do vậy, việc hỗ trợ của các tổ chức cá nhân thực hiện trong và ngoài nước, trong đó chúng tôi rất mong sự hỗ trợ tiếp tục